Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Maxi Minh Châu. Hôm nay Minh Châu giới thiệu cho mọi người hai mẫu máy bơm chìm của thương hiệu Tetrumi nhé, của một dòng công nghệ Đài Loan. Các bạn chỉ có thể sử dụng về lâu về dài, những em này là tuyệt vời ha. Phần thân bên ngoài được sơn tĩnh điện rất là đẹp luôn mọi người. Chắc chắn này, phần kết nối dây nguồn để đảm bảo về tuổi thọ thì con này nó làm cái khớp kết nối dây nguồn là đồng luôn các bạn chị ha, vàng bằng ren, cho nên nước nó không vào bên trong được đâu. Độ bền của máy là khỏi phải bàn cãi. Ở bên dưới này, buồng bơm là nằm riêng luôn ha. Phần mà hút nước là được làm bằng inox này các bạn chị. Nhưng anh em sử dụng để chuyên dùng hút nước sạch thì con này là tuyệt vời. Sự lựa chọn quá trời ok luôn mọi người. Nó hút được đẩy cao lên đến 30 mét ha. Ở trên máy này. Đó, đẩy cao lên đến 30 mét và đạt tiêu chuẩn ISO 9001. Dòng Tetrumi của anh chị chuyên về hút nước sạch. Anh chị em dùng để hút nước từ dưới giếng lên để sinh hoạt thì con này là chất. Ống thì làm nhỏ để nó đẩy cao ha. Cánh thì được thiết kế cánh đặc biệt để chuyên để đẩy nước đẩy cao ha. Sử dụng trong giếng, dùng nước sinh hoạt ở giếng dưới sâu thì con này là chất, thoải mái để sử dụng luôn ha. Ruột đồng, phần kết cấu là bằng kim loại toàn bộ nha. Sơn tĩnh điện bên ngoài này. Đây, các ốc là bằng inox luôn mọi người. Đó, phần đế bên dưới này. Mọi người thấy phần chân bên dưới cũng được làm rời riêng biệt luôn. Anh em có thể tháo ra vệ sinh được, nhưng mà phần buồng bơm ở bên trên là anh em không nên tháo nha, bởi vì trong cái quá trình sử dụng mình tháo không quen thì nó sẽ rò rỉ dầu, hoặc là trong thời gian bảo hành mà anh em tháo ra là bảo hành nó rườm ra ha. Nên là mình sử dụng trong quá trình mà bảo hành, dòng này nó được bảo hành 12 tháng của công ty chính hãng luôn, cho nên anh em cứ xài thoải mái, đừng đụng chạm gì phần bên trên. Ở bên dưới nó có nghẹt thì anh em có thể tháo ra vệ sinh được ha, thoải mái luôn. Hút nước mà hút nước sạch thì không có nghẹt được đâu, khó lắm. Nó là đầy cả 30 mét cho nên nó kèm theo chúng ta một cái bó dây điện như vậy nè, bó dây nguồn ha. Cái phít cắm đầu nó được làm lớn để khi anh em cắm điện nó được cố định ở bên trong. Dòng bơm chìm, bơm tọt thì nó được thiết kế một buồng bơm riêng và động cơ riêng mọi người ạ. Có dầu ở bên trong để làm mát, đảm bảo tuổi thọ của động cơ về lâu về dài. Và nó có cái dầu ở bên trong, nó dùng để làm mát và cắt điện ha. Anh em khỏi phải lo rò rỉ điện ra bên ngoài này. Điện sử dụng là điện 220V 50Hz. Công suất của dòng này là 1.0HP và 1.5HP, cả hai dòng như vậy này mọi người ha. Những anh em mà sử dụng muốn bơm nhanh thì mình sử dụng 1.5HP, 1.5HP này mọi người. Và đây là 1.0HP. 1.0HP trọng lượng mà Minh Châu cân thử máy không, như vậy là 14kg. Còn 1.5HP là 15,5 kg mọi người ha. Cả hai dòng đều ruột đồng và được bảo hành 12 tháng, có phiếu bảo hành của công ty đầy đủ ha. Phiếu bảo hành và hướng dẫn ở bên trên này để mình sử dụng luôn, có đầy đủ. Dòng Tetrumi là chuyên sản xuất bơm nước, bơm trên khô và bơm dưới nước, đều là những sản phẩm ra rất là tuyệt vời luôn. Đây là một cái dòng mà chuyên dùng để anh em bơm ở dưới nước sâu ha. Dưới sâu đẩy lên 30 mét thì mọi người thấy nó đẩy ngược lên mà 30 mét. Ở đây thì các bạn chỉ thấy phần bên ngoài này, ở bên trên là có tem kim loại nhá, thông số để anh em có thể tham khảo sử dụng ha. Điện là 220V này, công suất 1.0HP. Cột áp là 30 mét, ruột đồng ha. Phần thân bên ngoài sơn tĩnh điện mọi người thấy đẹp không? Tuyệt vời luôn. Đó, của thương hiệu Đài Loan thì còn mọi người khỏi phải bàn cãi về chất lượng luôn mọi người ha. Đây. Nó còn 1.0HP mà nó nặng đến 14kg thì khỏi phải bàn cãi về chất lượng ha. Còn con 1.5 15,5 kg, mỗi con kèm theo một bó dây nguồn như vậy, xài trời ơi chất khỏi phải bàn cãi luôn mọi người. Đây. Được kèm theo phiếu bảo hành và hướng dẫn đầy đủ cho anh em sử dụng luôn, được bảo hành 12 tháng ha. Bây giờ Minh Châu sẽ ghim điện để mọi người nghe tiếng động cơ nhé, cực kỳ êm ha. Đó, nghe không? Đó, ok chưa? Đặt sát vô cái mic để mọi người nghe thử này. Im ru, cực đã luôn. Con này hút đầy cao 30 mét thì khỏi phải lo. Anh em hút giếng, dọn những cái giếng mà ở những khu vực sâu, cao, những vùng cao sâu 18 đến 20, 22 mét là hết cỡ rồi ha. Mà con này đẩy cao đến 30 mét, anh em đẩy lên tít trên lầu, thoải mái ha. Rồi, được bảo hành 12 tháng chính hãng của thương hiệu Đài Loan Tetrumi ha. Có
bảo hành của công ty đầy đủ để anh em có thể sử dụng. Giá bán của máy sưởi Minh Châu dòng 1.0 HP là 2.100.000 và dòng 1.5 HP là 2.350.000 để anh em có thể sở hữu một máy như vậy. Tuyệt vời chưa? Quá đà luôn mọi người ạ. Rồi, anh em nào ở gần thì mình có thể đến cửa hàng để tận mắt xem và test thử máy ha. Ok thì mình có thể tàu về để sử dụng. Còn anh em nào ở xa thì mình có thể gọi điện thoại đặt hàng ở các số điện thoại bên trên màn hình. Và trước khi kết thúc video thì Minh Châu xin cảm ơn các bạn chị đã dành chút thời gian để quan tâm theo dõi máy sưởi Minh Châu. Và video hôm nay Minh Châu xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.